2F cả nhà. Chiếc này là hàng zin nha, mới ráp lên, mới kiểm tra máy xong rồi. Nó chạy rất ngon cả nhà. Được bốn cái lốp thì nó phải nói là cực kỳ rồi. Bốn cái lốp này nó là rất mới luôn cả nhà. Trời rất cao nha. Em này chạy rất ít nha, rất ít giờ luôn. Nói chung em này cơ hết nhà, để cho cả nhà xem cái sao nó là. Sao được thay vỏ mới nha, vỏ BKT 12.4 trừ 32
mâm em nói thì mâm diêm, ốc thì có xi lại mới nè cả nhà. Màu em nói thì ngói rất xinh xinh nha, có cái mua nhó ngõ nó gọn gọn cả nhà. Đó, được em này hết thì nó là zin hết luôn. Sao nó đã lắm cả nhà. Rồi, phần sau nó thấy tuyệt chiêu luôn. Sạch sẽ luôn. Đây là zin của em nó luôn nha cả nhà. Hết luôn nha. Cái này là cái lòng chỉnh dàn sới nghiêng rồi cả nhà. Rồi để mình cho cái tướng mạo xem cái tướng mạo của em nó lại nha. Vỏ sau thay vỏ mới, vỏ trước vỏ zin. Xe nó chưa dặm gì hết nha. Rất đẹp luôn cả nhà. Rồi chi tiết cả nhà cứ gọi trực tiếp bên kho bãi nha, để biết thêm chi tiết và giá cả xem nó cả nhà. Em nó nhìn rất đẹp ha, coi lại cái đùi em nó nè, cái cầu trước em nó nè, cầu bên đây quá đẹp luôn. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Số điện thoại mình có để phần mô tả và địa chỉ rồi luôn, bên chủ kho hoặc là có gì gặp anh Nghĩa nha, trực tiếp thì gọi gặp anh Nghĩa, anh sẽ báo giá trực tiếp cho cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.